Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu bác một dòng xe Nhật bãi của Beziton, hiệu bên Nhật luôn, nội địa Nhật. Xe có khung màu tông màu trắng rất là nổi bật, nhã nhá. Theo em đánh giá thì cái tổng thể chiếc xe này nó phải chơi trên 85%. Xe rất là đẹp. Beziton Sliva, hiệu nội địa của Nhật. Đấy bác nhìn đấy. Bác nào mà yêu thích dòng xe Nhật bãi thì không thể quên được thương hiệu nổi tiếng của Beziton rồi. Tên tuổi từ ngày xưa bây giờ. Vâng. Xe có tông màu trắng này. Trắng sứ nhá. Đây. Lớp sơn còn rất là đẹp đấy, bác có nhìn rõ ấy. Có vài vết xước nhỏ li ti nhưng mà không ảnh hưởng gì đến tổng thể xe cả. Beziton. Và cái điều đặc biệt nhất là cái điều dòng Beziton đời này là chạy xe dây âm sườn. Alo, nhầm. Chạy ở dưới gầm xe. À đây, dây âm sườn đây, đúng là dây âm sườn đây. Đây. Đây em quay dây âm sườn cho bác xem đây. Đời những dây âm sườn này đời cao bây giờ mới có các bác nhé. Đấy, các bác nhìn rõ đấy, dây âm sườn đây. Những cái dòng xe mà nội địa Nhật thì hiếm thấy khi những xe làm chạy dây âm sườn trên khung xe. Đây là chiếc đầu tiên mẫu em về, là chiếc đầu tiên mà chạy xe khung âm dây âm. Beziton F24 nội địa Nhật. Đấy. Cái tông màu trắng này thì các bác lựa chọn rất là dễ dàng rồi. Sliva. Xe được sử dụng với bộ chuyển động Shimano 8 tầng lít. Bên đĩa thì là 3 tầng đĩa Shimano. Xe còn vẫn còn bụi, em chưa có thời gian đâu. Mới về xong. Đây, cái hiệu Beziton của nó này, khung nhôm giật lổ đấy các bác này. Đấy, nhìn rất là cổ điển nhá. Đây là tay hãm dây phanh với tên đề của Shimano Nhật luôn này. Cái dòng Beziton này thì không cần giới thiệu nhiều, các bác cũng rất là biết rồi. Beziton Slima F24. Dòng Nhật bã nhưng mà đời cao nhá các bác nhá. Đời dây đi âm sườn nhá. Đây có trục Meyer của lỗ của Shimano đây. Vành lốp còn nguyên bản. Vành nhôm hai lớp. Đấy. Chiếc xe này chắc em đăng lên là rất là rất nhiều các bác ưa thích và đặt hàng đây. Đây cho em thị trường Nhật đây bác này. Đấy. Em không thể quay rõ bác nhìn được nhưng mà quay tổng thể thôi. Đây, đây là mã số của xe đây. Xe đời Nhật bãi nhưng mà nó là dòng đời cao, nội địa Nhật Beziton. Yên xe hãng Milano, rất là tên tuổi. Yên giảm sóc, đấy bác ngồi yên tâm thoải mái nhún nhảy luôn. Có cái lỗ sau đít này là rất là thoáng nha bác nhá. Đây có hình chữ V để bác này. Yên vẫn còn nguyên bản theo xe. Đấy bác nhìn đây. Sử dụng đùi đĩa Shimano. Gạt đĩa Shimano. Đủ đề ăn tốt của Shimano. 8 tầng lít, 3 đĩa cho hoạt động của xe là 24 tốc độ. Đấy, em nhìn cái tem đỏ bên trong bác nhìn rõ chưa? Đấy, tem Nhật bãi. Đây là vành sau của xe cũng là Meyer của Shimano này. Phanh V3 mảnh. Phanh V Shimano. Chiếc xe cũng rất là đẹp. Hiệu nội địa Nhật Bản Beziton. Đời cao chạy dây âm sườn. Và có cái gạt nước bằng nhôm này, rất là sáng bóng theo xe luôn. Vâng, xe bên em rất tốt trong tầm giá, trong chiếc Beziton Sliva này. Xe bên em có hiện nay có giá là 6 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Hoặc là lên YouTube tìm Kim Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, cảm ơn các bác và hẹn các bác vào trưa vào ngày mai.